Rồi anh em ơi, đường nhựa đường số 2 Minh Thắng cách quốc lộ 14 chỉ 600 m quý vị nha. Chỉ 600 m thôi, quá đẹp. Một con đường thẳng tắp luôn quý vị và đường này là đường lộ giới 12 m nha. Hiện tại lòng nhựa đang là 6 m quý vị nha. Và từ đây chúng ta di chuyển ra trường các cấp của Minh Thắng á, là khoảng 2 km và ra tới chợ Minh Lập á, khoảng 3 km, đặc biệt hơn nữa, chúng ta di chuyển ra khu nghiệp BKMX trên thành Bình Phước chỉ 4 km quý vị nhé. Ở Minh Thắng thì có quy hoạch cái sân gôn Minh Thắng để phục vụ cho các chuyên gia đầu ngành của khu nghiệp mới Trân Thành về đây. Chúng ta giải trí và yêu thích môn à, gốt như quý vị. Và ở đây quý vị ơi, hai lô liền kề, mỗi lô ngang 5 sâu cho à, ngang sâu cho đất ta nằm ngay đây quý vị từ cọc này qua cọc này 5 m sâu tới bờ cao su già sau luôn ạ đó rồi quá đẹp quý vị nha, Dân cư ở đây sống đông đúc ạ Chúng ta có thể thấy quanh đây là có nhà dân hết rồi nha, Điện đã có rồi Tiếp tục ở đây dân cư cũng sống đông luôn Đấy Với lô đất này ngay ngày hôm nay quý vị nhé Quá rẻ Quá rẻ nha quý vị ơi Chưa đến 600 triệu sở hữu được lô đất này rồi Chưa đến 600 triệu đâu ạ Chúng ta sở hữu được một lô đất ngang năm sâu cho 50 Và có 50 mét thổ cư Giá chưa đến 600 triệu Quý hàng nào quan tâm với bất động sản này Gọi trọng thơ ngay ngày hôm nay để chúng ta sở hữu nha